Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, an ninh trật tự chung quanh khu vực đặt trạm thu phí giao thông đường bộ tại km 13 250 đường tỉnh 458, địa bàn huyện Kiến Sương, Thái Bình trở nên rất phức tạp. Người tham gia giao thông trong và ngoài tỉnh rất bức xúc trước việc công ty cổ phần Taxco không đầu tư xây dựng tuyến đường này nhưng lại thu phí phương tiện ô tô lưu thông qua đây. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân trong những ngày qua tại khu vực đặt trạm thu phí đang xảy ra tình trạng hỗn loạn khi người tham gia giao thông phản đối quyết liệt việc doanh nghiệp không làm đường nhưng lại thu phí phương tiện qua lại. Các xe ô tô đồng loạt dừng đỗ trước barrier thu phí gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại một số thời điểm. Tuyến đường này là có từ xa xưa rồi, mà chúng tôi quê ở đây thường xuyên đi lại hàng ngày. Là tôi làm xe dịch vụ là xe đưa đón các cháu đi học và xe đưa đón công nhân đi làm. Ý kiến của cái trạm BOT này là chúng tôi mong muốn là dẹp bỏ vì là không liên quan gì đến cái con đường này. Ngày 5 tháng 2 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình có văn bản số 361 gửi Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải xem xét chấp thuận vị trí xây dựng trạm thu phí hoàn vốn cho dự án cải tạo nâng cấp đường 39B, đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Sương và đoạn từ Trung tâm Điện lực Thái Bình đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy tại km 13 250 đường tỉnh 458. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 3 năm 2015 và ngày 15 tháng 4 năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ vị trí đặt trạm thu phí trên không nằm trong phạm vi tuyến quốc lộ 37B, do vậy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định việc đặt trạm thu phí trên đường tỉnh 458 theo thẩm quyền. Như vậy, hai bộ đã trả lời rất rõ ràng, nhưng vì sao doanh nghiệp vẫn xây dựng trạm thu phí trên đường tỉnh 458? Tại sao có hai trạm trên đường cũ và đường mới? Bởi vì khi lập luận dự án đã có thiết kế đầy đủ cho hai trạm đó và đã được Sở Giao thông thẩm định xây dựng hai cái trạm đó, có hồ sơ thiết kế, có thẩm định hơn 48 tỷ cho nhà đầu tư xây dựng, và đồng thời thì Ủy ban tỉnh chấp thuận cho thực hiện trạm đấy để thu phí hoàn vốn BOT. Sáng 16 tháng 8, trả lời phóng viên về vấn đề trên, ông Vũ Xuân Thành, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình, người được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ trả lời báo chí trong sự việc này cho biết, câu hỏi này quá khó, cần nghiên cứu thêm. Dư luận xã hội, trong đó có người dân, mong muốn tỉnh Thái Bình cần minh bạch thông tin trong việc đặt trạm thu phí tại đường tỉnh 458, huyện Kiến Sương, từ đó tạo sự đồng thuận, giảm thiểu những bức xúc dồn nén bấy lâu nay của người tham gia giao thông khi đi qua tuyến đường này.